Giáo sứ Chánh Tà Phú Cường mừng Tết Trung Thu Chương trình Tết Trung Thu được bắt đầu lúc 17 giờ 30 phút ngày thứ hai, 24 tháng 9 năm 2018, đúng ngay ngày rằm tháng 8. Thánh lễ chiều này dành riêng cầu nguyện cách đặc biệt cho các em thiếu nhi, cho cha sở An Tôn Hà Văn Minh chủ tế, cùng đồng tế là các cha phó của giáo sứ. Chương trình mừng Tết Trung Thu được bắt đầu vào lúc 17 giờ 30 phút ngày thứ hai, 24 tháng 9 năm 2018, đúng ngày rằm tháng 8, thánh lễ chiều nay dành riêng cầu nguyện cắt đặc biệt cho các em thiếu nhi do cha sở An Tôn Hà Văn Minh chủ tế, cùng đồng tế là các cha phó của giáo sứ. Điểm đặc biệt trong thánh lễ chiều nay là các em thiếu nhi với những chiếc lồng đèn xinh xắn do chính các em làm nên, cùng rước đèn đi bên thánh giá tiến đến cung thánh để chuẩn bị hiệp dâng thánh lễ chia sẻ niềm vui trung thu cùng các em thiếu nhi. Cha sở An Tôn có bài giảng với những hình ảnh ví von vui nhộn, cùng hình ảnh trăng rằm có chú quậy, chị hằng và cây đa. Tuy sự tích chú quậy ngồi gốc cây đa rất phổ biến trong truyền cổ tích dân gian của Việt Nam, nhưng cha An Tôn đã mang đến cho các em một câu chuyện hết sức bình dị và chân chất như cuộc sống vốn thanh bình của làng quê Việt Nam. Những gương mặt thơ ngây, những nụ cười giòn tan, những câu trả lời hết sức hồn nhiên của các em sau mỗi câu hỏi của cha An Tôn giúp cộng đoàn cảm nghiệm được một niềm vui thật đơn sơ và bình dị như chính tâm hồn của các em. Qua những hình ảnh đơn sơ bình dị của câu chuyện đêm trăng rằm, cha An Tôn mời gọi các em phải giữ tâm hồn mình trong sáng như ánh trăng rằm, luôn giữ một tâm hồn đơn sơ của trẻ thơ vì đây là điều Thiên Chúa vui thích. Các em thiếu nhi phải luôn giữ tâm hồn trong sáng, phải gìn giữ mình khỏi tội, phải sống tốt, ngoan ngoãn và luôn yêu thương mọi người. Sau thánh lễ, các em bắt đầu đêm hội trăng rằm bằng màn múa lân thật đặc sắc và thú vị. Các em cùng nhau rước đèn quanh nhà thờ và tiến đến khu sân khấu được chuẩn bị cho các tiết mục vui trung thu đêm nay. Những tiết mục văn nghệ của các em thật hay, thật đẹp, thật lung linh sắc màu. Tuy không có vầng trăng sáng trên bầu trời cao, để các em có thể ngắm nhìn chú cuội đang ngồi dưới gốc cây đa, không được nhìn thấy chị Hằng trên cung quảng, nhưng tất cả những gì trên sân khấu đêm nay đã diễn tả đầy đủ một đêm trăng rằm của Tết Trung Thu, tái hiện các sống đồng cuộc sống than bình và dung dị của làng quê Việt Nam. Một hình ảnh thật đẹp, thật thân thương đã đưa tất cả cộng đoàn hòa mình vào thiên nhiên với những ký ức tuổi thơ trở về trong tâm hồn mỗi người. Một niềm vui và hạnh phúc được lan tỏa, mọi người dường như không còn cảm nhận được những cơn gió lạnh ngoài kia những hạt mưa vẫn lất phất rơi trong đêm trung thu. Một niềm vui và hạnh phúc được lan tỏa. Mọi người dường như không còn cảm nhận được những cơn gió lạnh ngoài kia. Những hạt mưa vẫn lất phất rơi vào đêm trung thu, mà thay vào đó là hơi ấm của tình yêu, tình quê hương, tình gia đình và trên hết là tình yêu Thiên Chúa đang đổ tràn xuống tâm hồn mỗi người. Chương trình vui trung thu được diễn ra trong bầu khí gia đình yêu thương. Mỗi người đều cảm nhận được sự gần gũi và chia sẻ cùng nhau những lời chúc yêu thương và tốt đẹp. Chúc nhau có được niềm vui Trung thu bên người thân và gia đình. Không khí Trung thu đêm nay quá vui và hạnh phúc khiến mọi người dường như quên mất thời gian đang trôi qua quá nhanh và không ai muốn ra về dù chương trình phải kết thúc mong rằng không khí in bình yêu thương của đêm trung thu này sẽ mãi lưu lại trong tâm hồn mỗi người và nụ cười hồn nhiên vô tư ấy vẫn luôn tươi nở trên môi mỗi người giúp mỗi người luôn giữ tâm hồn mình như trẻ nhỏ